Mận xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã đến với kênh Xuân Mận Family Cuộc Sống ở Đức. Hôm nay Mận có mua được ít rau thơm cũng như là ngò. Nhìn thấy rau tươi ngon quá cho nên Mận nhớ đến cái món bánh hỏi heo quay. Thế là chạy đi mua một miếng thịt rồi làm bánh hỏi heo quay ăn thôi mọi người. Đây là cái bánh hỏi heo quay mà Mận tự làm tại nhà nha. Cái công thức thì Mận cũng có chia sẻ ở cái clip trước á. Những ai mà muốn làm heo quay giòn, ngon, thịt mềm, da giòn thì vào xem cái clip cũ của Mận nha. Đây, thì Mận biết cái gì Mận chia sẻ đó, chứ không có phải là nói là dạy nấu ăn hay chỉ nấu ăn gì nha. Mận dụng giờ nấu ăn lắm. Mọi người nghe nè, thấy nó kêu không? Đó, nó kêu rộp 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 rộp, giòn lắm luôn. Thì thôi Mận cũng xin mời tất cả mọi người ăn bữa bánh hỏi heo quay cùng với Mận nha. Và nếu như ai yêu mến cái kênh gia đình nhà Mận, đừng quên cho gia đình xin một like cũng như một cái đăng ký bấm chuông. Cola nó gắt nó kiểu như hồi nãy Mận làm ngã cái chai á, cái nó xịt lên. Mọi người đừng quên đăng ký bấm chuông ủng hộ Mận nha, để xem những cái video tiếp theo của gia đình. Nói chung cuộc sống ở bên Đức, bên xứ người này mà ăn được cái món của Việt Nam, rau đồ của Việt Nam cũng quý hiếm lắm mọi người. Rau đồ của Việt Nam mắc lắm, không có rẻ. Nhưng mà mình thèm thì mình ăn thôi. Mai mốt mà có dịp về được Việt Nam á thì mình ăn cho đã. Thôi trước khi ăn thì Mận uống miếng nước mời mọi người nha. Nó mát lành lạnh luôn. Cái này là hành phi. Cái này là Mận mua chứ không có làm. Cái hành phi kiểu cái loại này ăn ngon lắm, mà mua ở Cao Anh Ca. Ăn nó thơm, giòn. Này bánh hỏi. Bánh hỏi này là bằng khô nha mọi người. Người ta làm bằng khô của Việt Nam mình, rồi người ta chuyển qua bên này bán. Thì mình mua về mình trụng bằng nước sôi. Y xì bánh hỏi, y xì là bánh hỏi tươi vậy á. Này là chén nước chấm, tô nước chấm chua ngọt. Cái nước chấm này Mận làm là tỏi, ớt, chanh với lại nước súp rai mọi người, và đường thôi nha. Ngoài ra không có bỏ bột ngọt được gì hết á. Ngon lắm. Thôi Mận mời tất cả mọi người nha, ăn miếng heo quay với Mận nè. Mọi người nghe nó giòn không? Cái bằng có bánh tráng nữa, bảo này từ từ ăn bánh tráng. Cái miếng heo quay này Mận quay ở mặt này nó cháy cháy, ăn nó thơm, nó ngon. Bây giờ Mận sẽ ăn nguyên một miếng này cho mọi người xem nha, cảm nhận. Mời mọi người nha. Cái thịt nó mềm. Cái sớ thịt mỡ, cái sớ thịt nạc đó, nó dai dai, mà cái sớ thịt mỡ nó mềm, nó béo, nó tan chảy vô miệng luôn mọi người. Bây giờ Mận mới cắn trúng miếng da, nó còn giòn. Mọi người nghe giòn không?
Đấy. Mình có cái lò nướng á, cho nên làm nướng cái heo quay này rất là ngon. Bây giờ mình sẽ bỏ bánh hỏi nè, chung với miếng heo quay, rồi ít rau thơm với ngò, rưới một chút hành phi. Wow, hấp dẫn rồi nha. Bây giờ mình cuốn lại. Rồi, bây giờ chấm thôi. Cái trứng nước chấm ngon. Chua ngọt, cay vừa phải. Thơm mùi tỏi. Hành phi nó thơm mọi người. Đá ăn uống kiểu y xì Việt Nam mình luôn. Bây giờ mặn sẽ cuốn bánh tráng, nhúng bánh tráng nha. Ủa, tóc mặn bị xỏ xuống rồi, nó bị tuột lâu tay à. Mặn lấy giấy ướt lau, bóc bóc đồ ăn nãy giờ giờ phải lau kỹ chứ không là nó hôi cái tóc, đường nào cũng phải gọi đầu. Chút nữa ăn xong rồi phải gọi lại cái đầu quá. Với cái đầu mặn hôm qua giờ chưa gọi. Ăn ở dơ ghê chưa. Tại vì mặn cách ngày 2 ngày mặn mới gọi một lần mọi người. Không có gọi, không có ngày nào cũng gọi. Ngày nào cũng gọi mặn ấy lắm. Ồ, nãy giờ đỡ bánh tráng nó bảy rồi. Quên. Mặn nhúng cái bánh tráng mà quên rút ra đỡ trong nước luôn. Nó mềm mềm bảy bảy. Nhưng mà thôi cỡ nó mình ăn không sao. Mở bánh hỏi nè. Dùng tay luôn nha mọi người. Bánh hỏi thì mình có làm hành, hành phi, hành dầu á. Bỏ một chút rau thơm, một chút ngò, nó đơn giản chứ mà nó rất là ngon nha. Ồ, mà còn có nho với lại cái này mua được nho với dầu ngon lắm mà quên đem lên rồi, ăn xong rồi lấy lên ăn tráng miệng cũng được. Giờ mình chạy xuống nha, mình lấy cái ăn tráng miệng lên à, quên. Đây mọi người, Mận mới vừa chạy xuống bếp lấy dĩa nho với lại dâu. Tại vì hồi nãy rửa rồi mà bỏ vô bếp quên đem lên mọi người. Ngon. Mùa trúng miếng heo. Không có hồi. Lâu lâu á, mình mua heo á mà trúng cái miếng, cái con heo nó hôi 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 nái của gì mọi người, ăn hôi rình à.
Đẹp có sạch cỡ nào sạch, nó vẫn hôi. Có lúc mà mua miếng thịt heo á nó hôi mà kho, kho ăn nó cũng hôi. Nó thật heo này mà ướp da gì không? Có sả, nó thơm mùi sả. Mấy cọng trắng trắng này này là sả. Sả, tỏi, hành, tiêu, nước mắm, muối và ngọt. Nhưng mà đừng ướp đường nha mọi người. Ướp đường là nó sẽ cháy, nó chưa chín thịt mà nó cháy á. Ngon quá. Ở trong này một bên là mỡ, bên này là nạc, chính giữa là mỡ, này là da. Thấy mọi người bạn chọn cái miếng da, miếng miếng thịt ngon ra chưa? Đây bạn xé ra ăn miếng da. Giòn ngon. Giòn ngon rụm luôn á. Cái ngon ở ở chính giữa này nè. Nó ngon. Nó có vừa nạc vừa mỡ nó mới ngon mọi người. Ngon. Mềm. Mềm mềm, da da mềm, béo béo. Mỡ. Da da sơ sơ là có thịt. Thịt nạc. Mọi người hỏi chứ mà ăn vậy không sợ mập nè? Sợ chứ. Nhưng mà làm YouTube phải ăn mọi người. Nhưng mà mặn có một bí quyết, không không sợ béo phì. Rồi mặn có cái loại thuốc uống, uống là đỡ cho nó không có hấp thụ cái thức ăn, nó không có tạo thành mỡ đọng lại trong người mình, nó đào thải ra. Cho nên không là ở bên Đức này mà có cái loại thuốc đó. Cho nên từ lúc có thuốc đó là mà ăn uống mà không có lo sợ nữa. Nó đào thải. Không sợ mà bị mập béo gì hết trơn á. Cái này là nho, dâu chứ. Dâu. Ngọt ngọt. Chua chua. Mà ăn thử nho nha. Nho ngọt. Nho ngọt thật sự luôn. Ngọt cực kỳ luôn mọi người, nho ngọt. Nho đen đen này, ngọt lắm mà không không có hạt nha. Dâu dâu thì nó có cái vị chua chua ngọt ngọt, nhưng mà nho này nó ngọt hẳn luôn á. Nhưng mà cái loại mà nho đen này nha, nó ngọt thì ngọt thiệt, nó không có hạt, rất là ngon. Con mà hai đứa con mà rất là thích, tại vì ăn mà ở trong cái hạt, hai bé lười biếng không thích ăn. Nhưng mà khổ nỗi cái vỏ nó hơi dày nha, nó hơi dày hơn chút. Ngon lắm mọi người. Thôi ok mọi người, thì Mặn làm bữa ăn và cũng như làm Mặn ăn cái bữa ăn này cũng đã xong. Thì làm thì làm nhiều vậy á, chứ mà ăn thì vừa đủ bụng vừa đủ no thôi mọi người. Chứ nếu mà biểu Mặn mà ăn hết sạch sách xanh Mặn không ăn nổi nha. Thì chia sẻ cái bữa ăn của Mặn ăn những gì thôi. Và Mặn chia sẻ cái cuộc sống của gia đình Mặn ở bên đất này. Chắc cũng không có gì, không biết nói sao. Nhưng mà nói chung là có gì chia sẻ đó. Thì rất mong mọi người góp ý
cũng như là cổ vũ và động viên làm những cái gì như thế nào thế nào đó, mọi người góp ý nha, chứ Mận cũng không biết, cứ làm theo cái phản xạ mình có gì làm đấy thôi mọi người. Nhiều lúc cũng làm không không được hay cho mấy, không được ok thì mọi người bình luận dưới cái video để cho Mận biết, rồi Mận cải thiện những cái video tiếp theo, những cái video mới nha mọi người. Mận uống tí cola nữa, Mận bye bye nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.